Các em học sinh thân mến, hôm nay chúng ta cùng học môn mỹ thuật lớp 1. Các em lấy màu vẽ, tất lặn, giấy vẽ, giấy màu, bìa, kéo, hồ dán để chúng ta cùng chuẩn bị học bài mới nhé. Các em thân mến, hàng ngày các em ăn cơm với gì nào? Có hôm thì ăn cơm với rau, với cá, với thịt. Các em ạ, thịt với cá có thể thiếu, nhưng rau thì ngày nào chúng ta cũng ăn, phải không nào? Ăn rau rất tốt cho cơ thể của chúng ta đấy. Vậy mà một số bạn không chịu ăn rau đâu nhé. Từ hôm nay các em phải tích cực ăn rau, củ, quả để tốt cho cơ thể, các em nghe rõ chưa? Các em ạ, cây rau, củ, quả được các bác nông dân trồng trọt rất là vất vả đấy. Hôm nay thầy cùng các em sẽ đi tìm hiểu vườn rau của bác nông dân qua chủ đề số 11. Các em mở vở trang 49 cho thầy. Các em ạ, bài này có 3 mục tiêu. Mục tiêu cuối cùng chúng ta để hôm nào đến lớp thì sẽ thực hiện nhé. Còn mục tiêu số 1 và mục tiêu số 2 đó là nêu được ra đặc điểm và hình dáng, màu sắc của một số loại rau, củ, quả và vẽ hoặc lặn được một số loại rau, củ, quả mà mình yêu thích thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu với thầy. Bây giờ xin mời các em hãy cùng quan sát xem thầy có những loại quả, loại củ, loại rau nào nhé. Chắc là các bạn đều biết rồi đúng không? Ở số 1 này là quả cà chua này. Số 2 là bí ngô hay còn gọi là bí đỏ đấy. Số 3 là su hào. Số 4 là hành tây. Số 5 là củ cải. Số 6 là cây rau cải ngọt. Thì bây giờ các bạn hãy cho thầy biết loại củ hoặc loại quả nào mà có hình tròn, loại củ hoặc loại quả nào là có hình dài và màu sắc của chúng như thế nào. Các em cùng quan sát cho thầy đi. Ở đây thì quả cà chua có dạng hình tròn và màu đỏ, bí ngô có dạng hình tròn và nó có những cái vết hằn như là múi, và quả bí ngô này thì có màu cam, củ su hào hình tròn và có màu xanh nhạt, còn củ hành tây thì có màu tím, lá hay còn gọi là dọc của nó thì có màu xanh. Hình số 5 là củ cải có màu trắng, lá đầu lá của nó thì có màu xanh. Hình số 6 là những cây cải ngọt có màu xanh như các em ạ. Đây là những bức ảnh về rau, củ, quả. Thế còn bây giờ chúng ta hãy cùng quan sát xem những sản phẩm mà các bạn học sinh đã làm và xem các bạn ấy làm bằng chất liệu gì nhé. Các bạn cùng quan sát đi. Ở các hình số 1 này là các bạn ấy vẽ hay xé hay là nặn ạ? Rồi hình số 2 này là các bạn ấy vẽ hay xé, dán hay nặn ạ? Chắc là các em cũng đã hình dung ra được rồi đúng không? Ở hình số 1 này là các bạn ấy lấy giấy màu, xé và dán. Đấy, rồi có thể vẽ thêm lá. Đó, các bạn ấy có thể là xé dán này. Đấy, rồi có thể vẽ thêm này. Còn hình số 2 thì các bạn lấy đất lặn để lặn thành quả ớt này, quả cà tím này, cà chua này, rồi cà rốt này, vân vân. Các em thấy đẹp không? Rất là đẹp đúng không nào? Và muốn để làm được như thế này thì mình phải biết cách nào các em ạ. Thế thì bây giờ chúng mình hãy cùng quan sát cách vẽ nhé. Trước tiên là mình định vẽ cái gì? Thế thì ở đây thì thầy sẽ định vẽ là củ su hào. Và thầy sẽ vẽ một hình tròn để tạo thành thân củ su hào và các nét dọc, nét xiên và nét ngang ở phía cuối để vẽ thành gốc của cây su hào. Tiếp theo, thầy dùng các nét xiên rồi các nét cong để tạo thành hình lá già, lá non của củ su hào. Khi mà được hình củ su hào đẹp như này rồi thì thầy sẽ chọn màu để vẽ màu cho củ su hào này.
Và thầy sẽ chọn như sau. Thầy sẽ chọn màu xanh nhưng có các độ đậm nhạt khác nhau để vẽ vào thân, vào lá, rồi vào gốc. Đó. Và khi chúng ta vẽ, chúng ta chú ý nhé, mình phải vẽ đưa các nét liền nhau để cho nó thật mịn màng. Chú ý là không được vẽ chồm ra ngoài. Các bạn đã rõ chưa nào? Và tiếp theo, thầy sẽ định vẽ một quả bí ngô thật to, thì vẽ một cái hình tròn to. Sau đó thầy sẽ vẽ thêm các cái vết hằn của quả bí ngô, rồi thầy vẽ thêm cuống. Và khi được hình quả bí ngô rồi thì thầy sẽ tiếp tục chọn màu. Ở đây thầy vẽ màu cam cho quả bí ngô và màu xanh cho cuống. Em thấy đẹp không nào? Đây là chúng ta đã biết được cách vẽ củ su hào và quả bí ngô. Còn bây giờ thầy sẽ giới thiệu với các em khi mình nặn củ su hào thì như thế nào. Chúng mình sẽ lấy đất nặn và chúng ta có thể chọn màu tương ứng, có thể không giống cũng được, không có sao. Hoặc là mình thích củ su hào nó lạ hơn thì mình chọn màu khác cũng được. Thế trước tiên là mình nặn cái phần củ su hào là phần chính, thì sau đó mình nặn tiếp các cái phần lá và mình gắn đính vào để tạo thành một củ su hào. Đấy, các em thấy đẹp không? Tiếp theo, ở đây thì thầy chọn đất màu cam để cho nó giống củ cà rốt, để thầy nặn củ cà rốt trước. Sau đó thì thầy sẽ nặn thêm những cái cuống lá của củ cà rốt, sau đó thầy gắn đính lại để tạo thành củ cà rốt. Các em thấy giống củ cà rốt không? Rất là đẹp đúng không nào? Đó. Thế còn bài tập của các em thì các em sẽ làm gì nào? Chúng ta có thể vẽ cho thầy một loại quả, loại củ hoặc cây rau mà mình yêu thích. Hoặc có thể mình cũng lấy giấy màu xé dán đấy, một loại rau hoặc loại củ quả ở đấy mà mình yêu thích. Hoặc mình cũng có thể lấy đất lại để mình nặn củ hoặc quả hoặc cây rau nào mà mình yêu thích. Mình có thể làm một trong ba phương án đó. Nhưng nếu mà các em có điều kiện, thời gian mà mình đam mê thì mình có thể nặn, rồi cũng có thể xé dán, rồi vẽ, làm cả ba hình thức cho thầy. Nhưng các em lưu ý nhé, khi mà mình làm xong thì các em chú ý này, ghi tên và lớp mình vào góc tranh, rồi bảo bố mẹ chụp ảnh gửi Zalo cho thầy. Hoặc là các sản phẩm lạ thì các em có thể ghi thêm cái phiếu đính kèm vào đấy, tên của các em và ở lớp nào, rồi bảo bố mẹ chụp lại và gửi Zalo cho thầy nhé. Và các em lưu ý, khi mà chúng ta phải giữ gì thật cẩn thận để chúng ta hôm nào mà đi học thì đem đến lớp để kết hợp với các bạn để tạo thành một vườn rau của chúng mình đấy, có các củ quả đẹp như thế này. Em hiểu rõ chưa nào? Đấy. Các em chú ý cho thầy, nếu mà các em dùng đến kéo thì phải cẩn thận, kéo đứt tay và nhớ để rác đúng nơi quy định nhé. Và các em sẽ chuẩn bị bài sau cho thầy là màu vẽ, rồi giấy vẽ, kéo, hồ dán. Và các em cần hỏi thêm gì thì cứ gọi cho thầy theo số điện thoại 0978 395 689. Còn bây giờ chủ đề 11 của chúng ta đã kết thúc rồi. Tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em ở chủ đề 12. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi.